Tiểu sử Cù Nhứt quận 4, những vụ lấy số khét tiếng. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Cuối những năm 90, Nam Cam đã trở thành chùm xã hội đen khu vực phía Nam bằng các hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc, bảo kê. Nam Cam và những đàn em của y đã thực sự trở thành nỗi kinh hoàng của người dân thành phố khi đó. Trong một thời gian ngắn, bằng những thủ đoạn mưu ma trước quỷ của mình, Nam Cam đã quy tụ dưới trướng một đám giang hồ tứ chiếng từ Bắc vào Nam. Tên nào cũng dám đâm dám chém và có tiếng tăm trong giới giang hồ như Hải Bánh, Thành Trân. Nổi bật nhất trong đám sát thủ phải kể đến Cù Nhứt. Mỗi khi có chuyện cần tới đào kiếm là y như rằng Nam Cam điều tên sát thủ này ra. Lần nào Cù Nhứt dẫn quân đi là máu phải đổ và phần thắng luôn về phía gã. Nghe Cù Nhứt tới là có nhiều giang hồ xanh mặt bỏ chạy trước rồi, đừng nói tới chuyện đứng lại chém tay đổi với gã. Vậy để biết đại ca này khét tiếng như thế nào, hãy xem hết video sau đây của chúng tôi. Lý lịch của sát thủ Cù Nhứt. Cù Nhứt, sát thủ dữ dằn nhất mà ông trùm Nam Cam từng có. Tên thật là Nguyễn Anh Minh, xuất thân ở chợ Cầu Cống, quận 4. Gã khôn ngoan và lì lợm nên Nam Cam rất nuông chiều vì được việc. Lớn lên với nghề móc túi, cướp giật, những lần ra vào tù từ khi mới lớn đã ghi danh tiếng tên giang hồ này trong giới xã hội đen. Y lấy vợ cũng là gái giang hồ và cả hai trở nên có tên tuổi trong hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ và cách đòi nợ tàn bạo. Có một phụ nữ nợ tiền đã bị vợ chồng Cù Nhứt cùng đệ tử lột sạch quần áo giữa chốn đông người, dí tàn thuốc lá đang cháy vào ngực. Trước đó, nạn nhân này đã bị vợ chồng y bắt giải lên công an phường 6 quận 4 nhờ giải quyết. Tuy vậy, gã không sống hẳn dưới trướng Nam Cam và qua cổng muối đầu quân cho lai em. Vợ của gã, bà trùm nhỏ Lý Lệ Hoa, có mối giao tình với Bấu, một giang hồ tình lẻ ra từ Cần Thơ lên Sài Gòn sinh sống. Nhận ra tố chất gan dạ và khá ngốc của Bấu, Cù Nhứt quyết định kết thân. Bấu làm ở một lò bánh mì và đàn em của Bấu, toàn những giang hồ nông thôn đang mơ thành đại ca thành thị. Chỉ sau một thời gian sử dụng cánh sát thủ vô danh đối với giang hồ cộng cán đất Sài Gòn, Cù Nhứt đã biến thành một giang hồ có tên tuổi. Thời chưa quy phục ông trùm, một lần một con nợ là nữ đã bị vợ chồng Cù Nhứt cùng một đệ tử khác lột quần áo giữa chốn đông người, sau đó tra tấn dã man bằng cách dí tàn thuốc lá đang cháy vào ngực nạn nhân. Trước đó, nạn nhân này đã bị vợ chồng Cù Nhứt bắt giải lên công an phường 6 quận 4 nhờ giải quyết. Ngoài ra, Cù Nhứt cũng nổi tiếng là tay sát thủ lạnh lùng có hạng. Trong người Cù Nhứt luôn thủ một khẩu hàng nóng ngắn, đầy đạn. Thời chưa quen biết Nam Cam, Cù Nhứt từng kéo đàn em đến ba hoàng hôn của Kim Anh quậy phá. Hắn chém luôn Từ Dầu, kẻ cầm đầu lực lượng bảo kê của Kim Anh. Hắn luôn mang trong người hàng nóng ngắn nên các tay anh chị rất dè chừng. Khi được biết tên tuổi Cù Nhứt, Nam Cam đã tìm kế lôi kéo và biến Cù Nhứt thành tay sát thủ số 1 của mình. Theo lệnh của Nam Cam, Cù Nhứt đâm chém, bắn giết bất kỳ ai. Cù Nhứt được Nam Cam mua cho căn nhà trị giá hàng trăm triệu đồng. Cù Nhứt cũng là nghi can trong vụ tạt axit Lâm Chín Ngón và sát hại anh Đặng Vũ Thắng, phó phòng kế toán ở Thảo Cầm Viên. Chuyện kiêu mang bảo nhóc trong tù. Đây nói về thời kỳ trước khi Cù Nhứt theo Nam Cam. Một ngày nọ, quý tử của bố già Nam Cam đột ngột rơi vào trại giam Bố Lá. Sau khi kết án bởi một tội danh xấu mặt gia đình là trộm cắp, bảo nhóc khác với bảo thái tử tức Trương Hiền Bảo, con của Nam Cam, và một thứ phi. Cù Nhứt lúc này là một giang hồ mới nổi, nhận ra cơ hội bằng vàng để có thể được ông trùm dò ngó, quyết định đón bảo nhóc về cùng mâm trên với mình. Trong trại Bố Lá, Cù Nhứt bắt tay với Phi Đen cùng Lam Đại Bàng. Hai tên đã liên kết với Sơn Lấc Cấc, một gã tù được trực trại tin tưởng cho làm trật tự truyền khám xét tù thăm nuôi. Mai Thúy, đặc biệt là Hàng Đen, đã được những tên này đưa vào trại giam. Mỗi lần cục 5, cục 10, cục 20 là những đơn vị tính Mai Thúy của giang hồ trong quả bánh, khiến một thị trường Mai Thúy hình thành ngay trong trại giam, trước mũi của mạng lưới an ninh trại giam. Sau khi ra tù và sau những lần va chạm lấy số trên giang hồ, ông trùm đã phát hiện được tài năng của Cù Nhứt và bằng mọi giá lôi kéo tay sát thủ này về dưới trướng. Để giữ chân tay côn đồ, Nam Cam mua cho Cù Nhứt căn nhà trị giá hàng trăm triệu đồng. Lấy số Lộc Lì. Lộc Lì, một giang hồ vượt trội vừa thụ hình 20 năm tù trở về từ trại giam Gia Trung Z30B, tá túc với cháu của Lai Em, ghé ba hoàng hôn chơi. Khi đã ngả ngả say, Lộc bắt đầu nổi máu du côn, toan cà khịa với khách và đập phá quán. Kim Anh biết rõ người thăm nuôi Lộc Lì suốt thời gian thụ hình là Hiệp Phỏ Mã, con rể Nam Cam. Đồng nghĩa chính ông trùm là người ơn của Lộc Lì. Thị bèn nói nhỏ: "Anh Lộc không về, tôi gọi anh Năm ra đó nghe." Đang say, Lộc bèn cao bằng: "Chị dựa hơi thằng già đó hả?"
Ông ra đây, tôi cũng ủi ông luôn. Khi Kim Anh báo qua điện thoại, Nam Cam tức điên lên nhưng vẫn dặn dò ôn tồn. Cô gọi cho cô Nhất nói, anh Nam bực mình thằng này lắm. Hiểu ý, cô Nhất lập tức động binh. Cuối cùng thì Lộc cũng ra về. Khi đi ngang phòng cảnh sát hình sự trên đường Trần Hưng Đạo, bỗng hàng chục tên đi xe gắn máy, kè sát và chém Lộc một cách không thương tiếc. Túng thế, Lộc phải chạy luôn vào cổng gác của công an mới thoát chết. Thực ra, nếu đó là bất kỳ sát thủ giang hồ nào ở Sài Gòn biết đối tượng phải xử là Lộc Lì, chắc chắn sẽ co vòi, không dám nhận hợp đồng dù béo bở đến mấy. Nhưng với dàn sát thủ miệt vườn của Bấu, chẳng cần biết Lộc Lì là ai mà không dám chém. Chém Thắng Chập. Nhân vật Thắng Chập, chùm giang hồ Nam Định, hiện đã đổ bộ vào Sài Gòn và sống một cách phong lưu ở khu Bầu Cát Tân Bình, đã được Nam Cam lưu ý và cử người theo dõi sát sao mọi hoạt động. Thắng Chập, đúng như hỗn danh, hơi có chút điên rồ, tuy là một đàn anh có tầm cỡ. Gã sống ở thành phố Nam Định như một ông vua con và bắt đầu dòm ngó đến lãnh địa của Nam Cam từ những năm 1992-1993, nhưng chưa đủ điều kiện và chưa có cơ hội. Gã xây dựng cho mình một cơ ngơi nho nhỏ nhưng khá vững chãi, rồi đưa cả vợ con vào với quyết tâm xem Sài Gòn là ba sào ruộng riêng. Gã kết hợp với Long Giấy để mở sòng bạc trên đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận và vươn cánh tay vào tất cả các ngóc ngách làm ăn của giới bảo kê quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Càng lúc vị trí của Thắng Chập càng ổn định và đàn em quy tụ về dưới trướng khá đông, Thắng Chập mở tiếp sòng bạc thứ nhì ở đường Nguyễn Thái Bình, bến xe tải Bắc Nam với các con bạc rùng rỉnh chịu chơi là các tài xế gốc Bắc. Chính lúc này, nhược điểm Thắng Chập bắt đầu lộ rõ. Gã có một nhược điểm tối kỵ của dân anh chị là thường đánh đập bọn đệ tử mỗi khi có việc trái ý. Cũng vì lý do này, dân bảo kê mới gán cho gã hai chữ Chập Chiang. Khi được báo về tình hình của Thắng Chập, Nam Cam chỉ cười. Y hiểu ngay một điều, Thắng Chập không bao giờ là đối thủ và không xứng tầm để y ra tay tiêu diệt. Nếu có, chẳng qua vì y muốn đỡ phiền toái bởi một con chó điên hơn là sợ Thắng Chập gây nguy hại. Thế nhưng Thắng Chập đâu phải là kẻ biết điều và lại càng không phải kẻ có mưu trí nhận ra núi Thái Sơn cao hơn đồi đất. Thắng Chập qua quận 8 tìm đến sòng đại bang của Nam Cam do Ba Mạnh, Sáu Nhà, Thảo Ma, Quốc Lủi quản lý để vờ chơi bạc và sau đó là kiếm chuyện gây gổ, quậy quạng. Mẹ kiếp, bọn nào sợ Nam Cam chứ Thắng Chập này chẳng xem là cái gì. Thích gì, bố mày chiều hết, gã tuyên bố. Chẳng hơi đâu giải thích cho nhọc xác, Quốc Lủi gọi điện thoại cho Nam Cam. Nghe báo cáo lại tình hình, Nam Cam cười lạt. Y chưa muốn đụng đến Thắng Chập vì vùng Tân Bình đối với y không hấp dẫn lắm. Nhưng đó là tự Thắng Chập muốn gây sự. Được thôi, Nam Cam vừa suy nghĩ vừa gọi điện cho Cù Nhất, sát thủ số 1 của bang Kim Anh. Nhận lệnh Nam Cam, Cù Nhất gọi thằng em thân tín, tuy không cùng phe nhóm, là Dũng Chùa để giao nhiệm vụ cầm đầu bọn sát thủ Cần Thơ. Lính của tên Cấu gửi cho Lệ Hoa và Cù Nhất sử dụng. Vừa về đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, Thắng Chập bị cả chục tên ép xe vào lề đường và chém tới tấp. Chỉ trong nháy mắt, chùm giang hồ Nam Định đã biến thành một cái rẻ rách đẫm máu. Bọn sát thủ bỏ đi trước khi công an đến nơi và cũng chẳng ai hay gì, nghe gì, biết gì. Mạng Thắng Chập quả là lớn, nên khi đưa vào bệnh viện, chỉ ít lâu sau, gã lại phơi phới như chưa hề bị chém. Vụ lấy số bình kiểm ở vũ trường Chè. Tuy xung quanh luôn có hàng trăm đệ tử máu mặt, vậy mà Nam Cam phải nhức đầu vì một gã giang hồ mới nổi. Người nhỏ thó, khuôn mặt thư sinh, mang tên Bình Kiểm. Lý do là Bình Kiểm rất lạnh lùng, liêu lĩnh và sẵn sàng sai tới cây tiểu liên của mình nếu có ai dám đụng tới gã. Biết Nam Cam ớn chuyện này, Bình Kiểm càng lộng hành. Gã hai lần đánh bảo thái tử, còn Nam Cam hộc máu. Trước sự sắc sược và tâm địa bành trướng của Bình, Nam Cam bàn với Kim Anh. Anh mới gặp thằng Bình Kiểm ở vũ trường Tre, mới đưa nó vô trại, giờ nó lại đi phép nữa rồi. Anh muốn đưa cái thằng mặt tiền án chán tiền sự này đi cho khuất mắt anh. Nam Cam bảo giao việc này cho Kim Anh, nhưng Kim Anh chần chừ. Anh à, dù sao Bình cũng là em rể của em mà. Nam Cam đành nói thẳng kế hoạch tàn độc của mình. Anh đâu có bảo em trực tiếp ra tay, em gọi thằng Cú Nhất đem đệ tử qua Tre xử đàn em của thằng Bình. Nó thấy đệ tử nó bị thịt thì sẽ lộ diện trả đũa. Anh báo Sáu Ngọc, cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh, cho lính biên phòng hình sự lượm nó, thế là xong. Thằng này lúc nào trong người cũng có hàng nóng, rồi cái tội đi phép cũng đủ cho nó khuất mắt anh. Đưa thằng Bình vô tù có nghĩa là mình lột luôn số má của mấy thằng trong trại giam, thì em sẽ hiểu điều gì sẽ xảy ra. Thế là ngay đêm đó, Cú Nhất, sát thủ đứng đầu của băng Kim Anh,
được gọi lên để trao nhiệm vụ. Gần 12 giờ đêm, vũ trường tre đang nhộn nhịp. Chợt ở một góc tối, mọi người nghe thấy tiếng quát lớn: "Mẹ kiếp, bật đèn sáng lên con nào!" Khi đèn bật sáng, tất cả khách ở vũ trường đều nhìn thấy Cú Nhất đang đứng giữa piste nhảy cùng vài tên đàn em mặt mũi cô hồn. Nghe báo có người quậy vũ trường, Dũng Quốc Thành, đàn em Bình Kiểm từ một phòng karaoke chạy ra xem thử. Chẳng nói chẳng rằng, Cú Nhất rút mã tấu từ trong tay áo ra chém luôn. Sau khi hạ gục Dũng Quốc Thành bằng 4 nhát chém cảnh cáo, Cú Nhất cao giọng hăm he: "Đây chỉ là cảnh cáo, luôn cả thằng Bình Kiểm, nếu đủ bản lĩnh thì ra đây, tao cho đi luôn một xuồng." Bình Kiểm dù đang có mặt ở một phòng karaoke cùng cô vợ xinh đẹp và trong bụng là khẩu hàng nóng ngắn đầy áp đạn, vẫn đủ khôn ngoan tỉnh táo để không trường mặt ra đối phó. Gã thừa hiểu nếu Cú Nhất dám đến tận xào huyệt của mình để thách thức, ắt là năm cam đã có bầy trận đồ bắt quái để gài thế triệt gã, dại gì. Một lúc sau, Cú Nhất đành lui binh khi chờ mãi không thấy con mồi xuất hiện như tiên liệu của ông trùm. Đền tội. Sau khi năm cam bị bắt, Cú Nhất bỏ trốn, cơ quan công an đã ra lệnh truy nã số 66 LTN trên toàn quốc với nhận dạng cao 1m70, da ngăm đen, nói giọng miền Nam, thường mặc áo phông, quần bò màu đen. Vào ngày 21 tháng 8 năm 2002, Cú Nhất đã bị cơ quan điều tra bắt. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định đây là một trong những tên nguy hiểm chuyên đâm thuê chém mướn theo lệnh của năm cam. Dù ngoan cố tình không chịu khai báo trong những ngày đầu mới bị bắt giam, nhưng trước những chứng cứ xác thực không thể chối cãi, Cú Nhất đã thành khẩn khai nhận. Những hành vi phạm tội tập trung vào 3 tội danh: tổ chức đánh bạc cùng băng nhóm Tư Chánh ở quận 4 và quận 7, cố ý gây thương tích cho nhiều người, trong đó có vụ dùng mã tấu tấn công chém trọng thương anh Nguyễn Văn Dũng vào ngày 17 tháng 2 năm 2002 tại vũ trường Viễn Đông, quận Nhất, nhưng chưa bị xử lý; tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trên đây là tiểu sử Cú Nhất, một đại ca khét tiếng Sài Gòn một thời với nhiều phi vụ động trời. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo.